là màu tím luôn nha mọi người, màu tím đậm đô. Đố vật lý gì? Trời ơi. Lấy đi nhá. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng là kẽ mắt để đánh mắt cho nó đi hương, cho nó đậm hơn và cho nó đẹp hơn. Cái này là không có kỹ năng biết vẽ được mà cô Hương không có biết vẽ nè. Giờ chúng ta sẽ thử. Let's go.